quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung Formosa vào ngày 16 tháng 11 năm 1988 với chủ đề Vì sao các tôn giáo phỉ báng lẫn nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm được rất nhiều lợi ích, không biết nói sao cho hết. Chuyện chữa lành bệnh chỉ là chuyện rất nhỏ nhặt, không nên nói cho người ta nghe. Hôm qua thính chúng có hai câu hỏi mà tôi không thể nào giải thích được trong một thời gian ngắn ngủi, nên hôm nay tôi nói thêm cho đầy đủ hơn. Câu hỏi thứ nhất là vì sao từ xưa đến nay các tôn giáo cứ mãi phê bình, phỉ báng lẫn nhau mà không cùng hợp tác. Tuy rằng bất cứ tôn giáo nào cũng đều khuyên răng người ta nên làm chuyện đạo đức, giữ điều tốt, tránh điều xấu, nên ráng hết sức làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, quốc gia và nên cầu nguyện những lực lượng cao đẳng hơn chúng ta để được sự giúp đỡ. Thí dụ, Thiên Chúa Giáo khuyên chúng ta nên tin Thượng Đế, cầu Ngài giúp đỡ, còn Phật giáo dạy chúng ta nên tin Phật Tổ tối cao, cầu xin Ngài trợ giúp, hoặc tin Phật Tổ thì Ngài sẽ gia trì cho chúng ta. Đạo giáo cũng khuyên chúng ta nên tin ở Thiên Đế, Đấng tối cao, đó sẽ gia trì cho chúng ta và chúng ta sẽ được đạo. Tôi không thấy tôn giáo nào dạy người ta làm chuyện hung ác và dạy đừng tin vào những lực lượng cao siêu hơn chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả tôn giáo nói cùng một thứ. Như vậy tại sao mỗi tôn giáo lại cho rằng mình cao đẳng nhất, còn những tôn giáo khác là ngoại đạo? Lẽ dĩ nhiên vì không khai ngộ, không được chứng được đạo, không đạt được mục tiêu mà vị giáo chủ của giáo phái mình đã nói. Chúng ta không có thể nghiệm bên trong, bản thân không hiểu được, cho nên không nhìn thấy được vạn vật đồng nhất thể, không thấy được mình và Đức Cha cùng một thể, không thấy được như Lục Tổ Huệ Năng nói, vốn chẳng có một vật, như trong Kinh Đạo Đức nói, thiên hạ vốn vô sự, vạn vật đồng nhất thể. Vạn vật đồng nhất thể có nghĩa là vũ trụ này đã hoàn mỹ, đã hòa bình. Chỉ vì chúng ta không hòa bình, cho nên mới thấy sự việc không hòa bình. Ý nói là như vậy. Còn một trong những lý do rất quan trọng nữa là vì danh lợi. Có những người giúp đỡ chúng sanh hoặc thâu nhận tín đồ không có nghĩa là vì họ muốn cứu linh hồn người ta, không có nghĩa là họ tin tôn phái của họ là tối cao, mà vì muốn có nhiều người, muốn sự náo nhiệt, muốn được nhiều người sùng bái. Còn có những người không phải chỉ muốn vậy, không thôi, mà còn muốn có nhiều người cúng dường. Nhưng vấn đề lớn nhất là vì họ không được chứng ngộ. Vì không được chứng ngộ cho nên mới không hiểu những tôn giáo khác, mới có tâm danh lợi, mới không có thái độ vô ngã, vẫn còn ngã chấp, có tâm ngạo mạn, vì họ cho rằng họ hay nhất. Nếu họ chứng ngộ, họ sẽ thấy không có gì đặc biệt. Họ sẽ nhận biết được tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Cho nên khi Phật Thích Ca Mâu Ni chứng quả, Ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều bình đẳng với Ngài, không khác nhau một chút nào. Chúa Giê-xu Ki-tô khi chứng đạo, Ngài nói tất cả chúng sanh đều là con cái của Thượng Đế. Các Ngài đều nói như nhau. Lão Tử khi chứng đạo, Ngài nói vạn vật đồng nhất thể, đó có nghĩa là Ngài và các chúng sanh đều như nhau. Nghĩa này cùng một ý với những gì mà Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-xu Ki-tô đã nói. Cho nên nếu người ta cho rằng chúng sanh khác nhau, thì có nghĩa là họ chưa chứng ngộ. Chúng ta có một phương pháp để biết rằng các ngài đều nói như nhau. Đó là lúc chúng ta chứng ngộ và sau đó mọi người sẽ nói như nhau. Nhưng cũng có một điểm rất nguy hiểm là có những người bề ngoài nhìn thấy như là chứng ngộ. Thỉnh thoảng người họ cũng phát ra ánh sáng, hoặc thường hay phát ra một chút ánh sáng. Đó có nghĩa là ánh sáng có dài có ngắn, có thứ là vô lượng, dài không thể đo lường được, vì thế gọi là vô lượng quang. Có thể ánh sáng của họ ngắn cho nên họ không nhìn thấy xa, giống như đèn nhà nhỏ quá nên chúng ta nhìn không thấy rõ, hình như là vậy. Cho nên chứng ngộ cũng có đẳng cấp. Nếu chúng ta thấy cái nhìn của người nào mà nó bao gồm tất cả, khách quan nhất thì chúng ta biết rằng ngọn đèn của họ sáng hơn. Thí dụ khi đèn pha chiếu rọi, chúng ta có thể nhìn thấy rất xa.
Còn như đèn pin rọi tới thì chỉ có nhìn thấy rất gần. Ở đèn càng sáng thì chúng ta càng nhìn thấy rõ. Bởi vậy, khai ngộ càng lớn thì khái niệm tổng quát càng rộng, càng bao gồm rất nhiều chúng sanh, càng có thể bao dung và chứa đựng rất nhiều tư tưởng, chứ không nhất định chỉ chấp vào một phương diện nào đó mà thôi. Dù chúng ta chưa khai ngộ, nhưng nếu chúng ta có lòng nhẫn nại, nghiên cứu các tông phái, các tôn giáo khác, chúng ta cũng có thể biết được một chút là các vị giáo chủ đều nói cùng một thứ đạo đức, chỉ khác có danh xưng khác nhau mà thôi. Cho nên có những người ký giả đến hỏi tôi là Hội Phật giáo muốn mở trường Đại học Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng muốn mở trường Đại học Thiên Chúa giáo, như vậy có tốt không? Tôi trả lời tốt, vì có thêm một trường học đạo đức thì xã hội sẽ càng được hòa bình hơn. Người ta càng biết sợ sệt nhân quả và càng làm việc thiện nhiều hơn. Như vậy đương nhiên tốt rồi, nhưng tôi nghĩ rằng tốt nhất là lập trường Đại học tổng hợp tất cả các tôn giáo, để cho những ai có hứng thú với tinh thần tu hành đó có thể vào đó học, để có thể so sánh, để có thể thu nhập những tinh hoa và đạo đức của các tôn giáo. Rồi từ đó tự mình có thể hiểu được các tôn giáo đều nói cùng một thứ. Thí dụ, có lúc vị Pháp sư của Phật giáo hoặc vị Linh Mục của Thiên Chúa giáo chứng ngộ được một chút. Từ cổ chí kim, chúng ta nghe nói có rất nhiều người chứng ngộ, bất kể họ thuộc về tôn giáo nào, họ chứng được quả vị, nhưng họ vẫn công kích lẫn nhau, có phải vậy không? Họ làm cho chúng ta hoài nghi đẳng cấp tu hành của họ ở đâu, sao đến giờ này họ vẫn còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, còn chấp vào danh từ khác nhau. Thí dụ, bây giờ tôi cũng truyền một thứ pháp môn Quán Âm cho các tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ Thiên Chúa giáo và bảo họ nên về tiếp tục tin theo tôn giáo của họ. Họ chỉ tu pháp môn của tôi và đến nghe kinh một chút, rồi về nhà mỗi ngày đi nhà thờ, nghe vị linh mục của họ đọc thuộc lòng thánh kinh. Tôi không có ép người đó phải học kinh điển Phật giáo hoặc kinh điển của đạo giáo. Sau một thời gian tu pháp môn Quán Âm, nghe theo lời chỉ thị của tôi, đột nhiên có một ngày, một người đệ tử tin Thiên Chúa giáo chứng quả đắc đạo, được quả vị rất cao. Sự chứng quả này cũng giống như sự đạt được đạo của vị Phật tử vậy. Hoặc nói một cách khác là vị Phật tử và vị tín đồ Thiên Chúa đều chứng được quả vị như nhau. Một người am tường về kinh sách của Phật giáo và một người thông suốt thánh kinh của Thiên Chúa giáo. Hai người đều chứng quả như nhau và chia tay nhau đi hai quốc gia khác nhau. Sau khi tôi vãng sanh, hai người này liên lạc với nhau và họ hoàn pháp ở hai nơi khác nhau. Đây chỉ là thí dụ thôi nhé. Vị tín đồ Thiên Chúa sẽ tiếp tục truyền bá giáo lý theo cách thức của Thiên Chúa giáo để truyền mạch pháp Quán Âm. Thí dụ người này sẽ đến Tây Âu là nơi chỉ có những tín đồ Thiên Chúa và họ truyền mạch pháp bằng cách giảng giải theo lối của Thiên Chúa giáo. Có hiểu ý tôi không? Người này không cần phải dùng danh từ Phật giáo, không cần dùng những truyền thống, y phục, cách thức giảng giải của Phật giáo v.v. để truyền pháp môn Quán Âm này. Danh xưng và truyền thống này không liên quan gì đến tu hành. Đó chỉ là vì khái niệm của con người không giống nhau nên mới dùng cách nói và dùng những danh từ khác nhau để truyền cùng một thứ pháp môn ở những nơi khác nhau. Giả sử vị đệ tử tin Thiên Chúa giáo truyền đạo nơi đó, họ chỉ biết danh từ và truyền thống của Thiên Chúa giáo mà thôi, cho nên từ đó truyền thống tiếp tục truyền xuống như vậy. Có hiểu ý tôi không? Còn ở phương Đông cũng có một vị đệ tử của tôi đi truyền bá giáo lý, thí dụ thôi. Vì nơi đó là hướng Đông, và người ở đó chỉ hiểu biết đạo lý của Phật giáo hoặc đạo giáo. Bây giờ vị Phật tử khai ngộ này dùng danh từ đạo lý và truyền thống của Phật giáo để tiếp tục truyền pháp môn Quán Âm. Giả sử một đệ tử của vị đồng tu Thiên Chúa giáo gặp một đệ tử của vị đồng tu Phật giáo, cả hai không quen biết nhau. Nếu thầy của vị Phật tử này không nhấn mạnh nhiều về danh từ Phật giáo, thì sau này một môn đồ sẽ nói Quán Thế Âm Bồ Tát như thế này, còn môn đồ kia sẽ cho rằng Quán Thế Âm Bồ Tát như thế kia. Rất có thể sẽ có chuyện tranh cãi nếu như họ không có đại khai ngộ, không có lòng nhẫn nại, tiếp tục bàn luận thêm để hiểu biết những gì mà đối phương đạt được hoặc cách nghĩ về nguyên bản của mạch pháp, thì bên nào cũng sẽ cho rằng đối phương là ngoại đạo. Có hiểu ý tôi không? Cho nên ngoại đạo hoặc nội đạo không phải là cách nghĩ của vị giáo chủ, mà là cách nghĩ của các môn đồ.
vì lúc họ chưa hoàn toàn chứng đạo, khái niệm và cách nhìn của họ vẫn còn rất nông cạn. Bất ngờ họ gặp người khác nói những danh từ và cách nói khác với của họ. Họ cho rằng đối phương không cùng lý tưởng với mình. Quý vị hiểu không? Cũng không cần tôi vãng sanh rồi mới phát hiện ra những hiện tượng này. Hiện thời nó đã xảy ra rồi. Có một hôm tình cờ tôi nghe lóm được mẩu chuyện của hai người đệ tử. Một người là đạo giáo và người kia là Phật giáo. Cả hai ngồi uống trà trò chuyện. Họ tập pháp chưa được bao lâu. Người tin đạo giáo nói rằng ông trời cao hơn Phật. Người Phật tử trả lời rằng đừng nói đùa vì từ xưa đến nay Phật cao nhất. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Chúng ta nghe thật cảm thấy tức cười, phải không? Đôi khi người mới thọ pháp, mới nhập môn chưa khai ngộ được nhiều. Khai ngộ không có nghĩa là đã hoàn toàn chứng đạo. Khai ngộ khác xa với chứng đạo. Chính thế nên vẫn có sự hiểu lầm. Vì vậy cần phải có minh sư, cần phải tu hành một thời gian khá lâu mới có thể dùng thứ âm lưu, tức là lực lượng Quán Âm, lực lượng vạn năng của mình để rửa sạch đi những lỗi lầm. Rồi chúng ta sẽ chứng đạo, chỉ có vậy thôi. Linh hồn của chúng ta vốn rất trong sạch, nó không có những ý niệm sai lầm, nhưng vì nó phải khoác lên bộ óc điện tử, và khi làm việc, chúng ta phải đi xuyên qua nó, cho nên có lúc bị bộ óc che đậy một phần nào. Có hiểu ý tôi không? Ví dụ, bình thường cặp mắt chúng ta có thể nhìn thấy tỏ mọi vật, nhưng khi mưa hoặc làm việc gì cần phải đeo cặp kính, hay đeo mặt nạ để bảo vệ đôi mắt, thì lúc đó cặp kính hay mặt nạ bị bụi bặm hoặc bị những gì làm hoen ố đi. Bây giờ chúng ta không thể thấy rõ được. Lý lẽ là như vậy đó. Vì thế chỉ cần chúng ta lau chùi lại cặp mắt kính hay lau mặt nạ sạch đi, không cần phải rửa mắt, mắt chúng ta vốn không có vấn đề gì. Đầu óc chúng ta là kẻ thù địch lớn nhất, chứ không phải là người ngoài. Có lúc nó che đậy chúng ta. Chúng ta gọi nó là ma. Chúng ta nói là bị ma che lại. Ma tức là ảo tưởng. Chúng ta bị thứ ảo tưởng của mình bao trùm lại. Thứ ảo tưởng này không phải là ảo tưởng của đầu óc, mà do đầu óc này liên quan với người khác, với động vật, với xã hội. Nó thâu thập rất nhiều khái niệm về ảo tưởng, rồi cất chứa trong kho và sau đó đem ra dùng. Nó cho rằng đó là như vậy, đó là như thế kia. Bởi vì nó không thể nào phán đoán điều gì đúng, điều gì sai, nên nó có hại đến linh hồn của chúng ta. Đầu óc thâu nhận vào điều gì thì nó sẽ phát ra điều đó. Khi gặp trường hợp tương tự, nó sẽ phản ứng giống như lúc nó thâu vào vậy, khiến cho chúng ta cảm thấy phạm tội lỗi. Có lúc chúng ta biết chuyện đó tốt mà không thể làm được. Có khi biết chuyện đó xấu xa mà vẫn tiếp tục làm. Đó là vì do thói quen của đầu óc. Giống như vậy, nếu chúng ta không hoàn toàn khai ngộ, không hoàn toàn chứng đạo, thì đầu óc chúng ta vẫn bị những điều sai lầm che đậy, vẫn bị ma ảnh hưởng. Ma, tiếng Phạn gọi là Maya, dịch theo âm là ma, có nghĩa là ảo tưởng, là những khái niệm không chính xác, chứ không ám chỉ một chúng sanh có hai cái nanh dài, có hai cái sừng, không nhất định như vậy. Thứ ma có nanh dài, có sừng rất dễ lo liệu, hiểu không? Còn thứ ma ảo tưởng trong đầu óc mới khó trị, cần phải dùng âm lưu mới có thể rửa sạch được. Cho nên tôi cho rằng dù chúng ta có khai ngộ đến đâu, cũng nên tham khảo một ít kinh điển bên ngoài và nên nghiên cứu để hiểu biết thêm một chút. Như vậy chúng ta mới có khái niệm tổng quát, mới có cái nhìn bao dung, mới có thái độ thân thiện đối với các tôn phái khác. Và như thế, thế giới sẽ được hòa bình hơn. Những tôn giáo, những người có tín ngưỡng tạo ra nhiều chiến loạn đó là bởi vì họ hiểu lầm kẻ khác, không có lòng nhẫn nại, không nghiên cứu chín chắn những điểm tốt của các tôn giáo khác. Giả sử chúng ta nghe những Phật tử nói rằng Thiên Chúa Giáo không tốt, nhưng các bệnh viện thuộc về Thiên Chúa Giáo chỉ chuyên lo cứu mạng sống của chúng ta. Các bác sĩ Thiên Chúa Giáo vẫn chăm sóc các bệnh nhân Phật tử. Khi bị bệnh, mọi người có thể đến bất cứ bệnh viện nào. Không biết khi đó họ có biết đó là nhà thương của Thiên Chúa Giáo xây dựng lên không? Còn có nhiều việc xã hội mà các tín đồ Thiên Chúa Giáo cũng thực hiện rất tốt, như cứu trợ giúp đỡ người nghèo. Tinh thần đó cũng là tinh thần của Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, có lòng từ bi bác ái. Đó có phải là tinh thần của Phật giáo không? Ở Ấn Độ, có một vị tín đồ Thiên Chúa Giáo gọi là Mẹ Teresa. Mỗi ngày bà làm việc 18 tiếng đồng hồ giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, cứu những bệnh nhân không ai chăm sóc,
giúp những kẻ già nua bị bỏ bê. Bà phục vụ họ vô điều kiện. Bà làm việc thiện này không phải vì danh lợi, mà vì sự đau khổ của họ. Nếu chúng ta cho rằng bà là tín đồ Thiên Chúa Giáo mà không công nhận tấm lòng từ bi bác ái của bà, thì có lẽ sẽ bị mọi người cười nhạo mình có tâm quá hẹp lượng, phải không? Thiên Chúa Giáo có thể tạo ra một vị Bồ Tát thiện lành như vậy, có tinh thần Bồ Tát như thế, thì chắc chắn là giáo lý của họ phải tốt lắm, phải vậy không? Chính vì thế chúng ta có thể thấy Thiên Chúa Giáo rất tốt, Phật giáo cũng chỉ có thể làm đến mức đó mà thôi. Nghe hiểu ý tôi không? Giả sử Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà ở trên nhìn xuống, thấy mẹ Teresa làm được những việc đạo đức như vậy. Nhưng vì mẹ Teresa không tin các ngài nên cho bà xuống địa ngục. Thử hỏi các ngài có làm như vậy không? Nếu như là tôi cũng quăng các ngài xuống cống. Đúng vậy, tôi sẽ không sùng bái các ngài vì các ngài không phải là Phật, hiểu không? Vì có tâm phân biệt quá lớn. Cho nên chúng ta tin Phật mà không hiểu Phật, tức là phỉ báng Phật. Vì sao vậy? Vì chúng ta biến tâm của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật A Di Đà thành tâm hạn hẹp. Hình như người tin Phật giáo không thấy được các điểm tốt của các tôn giáo khác, cho nên đứng đó tranh cãi rằng Thiên Chúa Giáo không tốt, Lão Giáo không hay, vân vân. Trong đạo giáo cũng có nhiều người rất có đạo đức, các pháp sư Phật giáo cũng có người có năng lực chữa bệnh, có người cũng có thể nhìn thấy được nhân quả quá khứ của người khác. Trong đạo giáo cũng có rất nhiều người có năng lực đó. Vậy có điểm gì khác nhau đâu? Bà La Môn giáo của Ấn Độ cũng có rất nhiều người có khả năng như vậy. Vậy có gì khác không? Đó có nghĩa là giáo lý của họ cũng tạo ra được nhân tài, hiểu không? Như đạo giáo có thể tạo ra được nhân tài, có năng lực chữa bệnh, có thần thông làm mưa làm gió. Còn giáo lý của Phật hoặc cách tu hành của Phật giáo cũng có thể tạo ra nhân tài, có khả năng chữa bệnh, có thể nhìn thấy được quá khứ vị lai. Bà La Môn giáo có rất nhiều vị tu sĩ cũng có thể làm được những chuyện đó. Họ có thể biến hóa ra trái cam để mình dùng nếu muốn, chứ không phải để nhìn thôi, nó ngon ngọt lắm. Họ cũng có thể biến hóa thành một cành hoa hồng rất thơm phức cho mình. Nó có thể tồn tại được lâu, chứ không biến mất. Đương nhiên là khi thời gian đến, nó sẽ héo tàn, như một đóa hoa thường vậy. Mình muốn cái gì, họ sẽ đem cho mình cái đó. Muốn cái đồng hồ Thụy Điển, họ có thể biến ra cho mình ngay, có thể dùng cả đời không hư. Quý vị có gặp qua những người đó chưa? Tôi đã gặp rồi. Ở Ấn Độ có nhiều người như vậy, nhiều như những người bán rau cải ở chợ, với đủ loại thứ. Formosa là một hòn đảo nhỏ bé. Người nào có được một chút thần thông chữa bệnh, hoặc có thể nhìn thấy được quá khứ, đã vội khoe khoang ầm ĩ, rồi sau đó đăng báo, viết sách, làm cho người tu hành thật sự cảm thấy đau bụng vì họ cười nhiều quá, nghe hiểu không? Cho nên giả sử mình có một chút thần thông, tốt nhất là che đậy lại, đừng để cho người ta biết đẳng cấp của mình thấp lè tè đến thế. Đó là lý do tại sao tôi không dám nói là tôi có thần thông. Thật ra không phải thế, tôi sợ quý vị đến vì thần thông. Đó là khái niệm không chính đáng, là ma, là tu ma đạo. Giả sử tôi cho quý vị hay biết là tôi có thần thông, quý vị sẽ đến học vì tham thần thông. Điều đó là học ma, có hiểu ý tôi không? Đó là ảo tưởng, là khái niệm không chính đáng. Đến học với tôi là vì muốn được liễu thoát sanh tử, muốn đạt được quả vị tối cao, năng lực tối cao của mình. Rồi từ đó chúng ta có thể giúp đỡ, phục vụ chúng sanh. Chúng ta sẽ biến thành công nhân, thành nô lệ chỉ vì sự an vui, vì sự giải thoát của họ, chứ không phải đến vì tham thứ thần thông biến hóa của con nít. Nghe hiểu không? Nếu quý vị muốn biết chuyện về năng lực thần thông, thì tôi có thể kể lại, không hết. Vì ở Ấn Độ tràn lan đại hải, những người đó đi đến đâu cũng có thể gặp được. Những người biết coi quá khứ hiện tại vị lai nhiều như rau cải mà chúng ta đi chợ mua vậy. Khi tôi đến Ấn Độ, họ xem tương lai quá khứ miễn phí cho tôi. Tôi không bằng lòng nhưng họ nài nỉ mãi. Có rất nhiều người đòi xem vận mạng của tôi. Tôi bảo rằng tôi không cần xem quá khứ và tương lai, thấy không cần thiết. Vậy mà họ nằng nặc xem cho được. Vì khi họ ngắm nhìn tôi, họ cho rằng tôi có điều gì thật siêu phàm. Họ nhất định muốn xem qua vì cớ gì vóc dáng con người tôi có vẻ thoát tục. Và họ bắt ép tôi cho bằng được. Cho nên quý vị có thể thấy ở Ấn Độ,
Những người có thể xem vận mạng quá khứ, tương lai nhiều như không khí vậy. Tôi đi đến đâu cũng có thể gặp được. Lên máy bay cũng có một người Ấn Độ muốn xem. Mới xuống phi trường chưa kịp uống cà phê đã có người đến hỏi tôi là ai và muốn xem vận mạng. Qua Hoa Kỳ cũng vậy, cũng có người muốn ép uổng tôi để xem. Ở Đức có một người sau khi đoán vận mạng cho tôi rồi về nhà không ăn không ngủ, dùng thời gian 3 ngày để viết thành một cuốn sách thật dày về cuộc đời vận mạng của tôi. Quý vị có thể tin được không? Do đó không phải chỉ ở Formosa có những pháp sư có thể coi vận mạng. Bất cứ quốc gia nào cũng có thứ người đó. Tôi đi du lịch khắp thế giới, đến quốc gia nào cũng có những người như vậy muốn xem vận mạng cho tôi. Đối với tôi, thần thông không có nghĩa lý gì cả. Từ nhỏ đã có người coi bói cho tôi. Khi tôi qua Anh Quốc cũng có người đến xem. Đến Pháp cũng có người dành coi. Ở Đức thì có người viết ra một cuốn sách thật dày tặng cho tôi. Trong đó viết rất rõ ràng những chi tiết như cá tánh tôi như thế nào, rất chính xác. Không biết họ lấy tài liệu từ đâu mà có thể viết ra thật chính xác đến thế. Nhưng tôi không biết coi bói. Quý vị có xấu đến đâu tôi vẫn nhìn thấy quý vị là Phật. Chính vì vậy chúng ta đừng tưởng rằng chỉ có Phật giáo giỏi nhất hoặc Thiên Chúa giáo của mình hay nhất vì tạo ra được rất nhiều nhân tài. Không phải như vậy. Do đó dù là Phật giáo hay bất cứ tôn giáo nào, có người đạt được một chút thần thông hay đạt được năng lượng gì đó cũng không nên kích động quá sớm, làm cho ai cũng biết đến, khiến người tu hành chân chính sẽ cười nhạo cho. Họ thấy trình độ của chúng ta chỉ có bấy nhiêu, chúng ta vẫn ở đó chơi những thứ này. Ngày xưa có hai vị pháp sư Phật giáo cùng chung nhau đi bộ. Khi đến một dòng sông, vị pháp sư thứ nhất tìm nơi cạn đi qua, vị thứ hai liền dùng thần thông đi trên mặt nước. Nếu như chúng ta có mặt ở đó sẽ khen ngợi vị pháp sư thứ hai siêu đẳng, sẽ đến cung kính bái lại cầu đạo. Nhưng không ngờ vị pháp sư thứ nhất rầy la vị pháp sư thứ hai, nói rằng nếu biết vị pháp sư thứ hai là người như vậy thì đã chặt đôi chân của vị đó rồi. Đó là nghĩa gì quý vị có biết không? Ý của vị pháp sư thứ nhất rầy la vị thứ hai là sao đến bây giờ vẫn thích chơi những thứ đó, có ý biểu diễn khoe khoang. Khoa trương như vậy đối với chúng ta không có lợi ích gì, sẽ làm thương hại đến chính mình rất nhiều. Điều thứ nhất dùng thần thông có nghĩa là mình vẫn ở trong tam giới. Điều thứ hai biểu diễn như vậy có nghĩa là ngã chấp của chúng ta vẫn còn. Điều thứ ba chúng ta lãng phí đi lực lượng quý báu này. Sau đó chúng ta sẽ bị luân hồi vì không tận dụng được tất cả lực lượng để trở về nhà. Vì ở mỗi nơi chúng ta sẽ tốn đi một chút ít. Giống như chúng ta cần đổ 500 đồng xăng để có thể lái xe về nhà. Chúng ta không tiếp tục lái xe thẳng về nhà mà tạt qua hết nơi này đến nơi kia, dừng lại chơi một lát, cuối cùng xăng hết giữa đường, nghe hiểu không? Có những người chuyên cứu bệnh cho người khác, tuy đó là công việc của họ, nhưng họ cũng bị luân hồi, mạng của họ là như vậy. Chúng ta là người đại tu hành không nên làm những chuyện đó, và cũng không nên phô trương thứ năng lực chữa bệnh này. Nếu như quý vị tu học với tôi thì bệnh tự nhiên khỏi. Đó không có nghĩa là tôi làm bùa phép để quý vị hết bệnh, nhưng đó là sự tự nhiên. Bởi vì tu pháp môn Quán Âm, thầy trò sẽ câu thông lực lượng với nhau. Cho nên hôm qua có người hỏi tôi sau khi truyền tấm ấn, làm thế nào tôi chăm sóc đệ tử. Bất cứ giây phút nào tôi cũng chăm sóc đệ tử, vì chúng ta đã đồng nhất thể, hiểu không? Quý vị có vấn đề gì nó sẽ trở thành vấn đề của tôi. Quý vị có đau bệnh gì tôi biết liền, tự nhiên sẽ cảm nhận, hiểu không? Chứ không có nghĩa là tôi niệm chú, bắt ấn, khẩu ấn gì, rồi phun lên người quý vị để quý vị hết bệnh. Lực lượng của tôi không phải như thứ thần thông đó, nghe hiểu ý tôi không? Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy tôn giáo nào cũng có nhân tài, có thứ lực lượng căn bản. Đạo giáo cũng có người biết xem về quá khứ tương lai. Thiên Chúa giáo và Phật giáo cũng có người làm được như vậy. Thật ra danh xưng cũng tùy ý nói ra, vì nếu có nói cũng không tác dụng gì lắm. Có lúc chúng ta chỉ đến chỗ cao nhất của cõi Atula thì danh xưng không còn dùng nữa, cá tánh của cá nhân cũng không còn. Điều này hơi khó giải thích. Thí dụ chúng ta lên đó gặp được Lão Tử, đây chỉ là thí dụ thôi, quý vị không nên tin tôi. Bởi vì chúng ta có thể đọc kinh Đạo Đức, có thể đọc lịch sử Trung Hoa,
Bây giờ người hướng dẫn viên dẫn dắt chúng ta lên đó và sẽ giới thiệu vị đó là Lão Tử. Nếu chúng ta không đọc kinh Đạo Đức, không đọc lịch sử Trung Hoa, thì người hướng dẫn đó chỉ giới thiệu vị đó là người đồng sự cùng làm việc ở cõi đó mà thôi. Chúng ta không cần biết danh xưng của vị đó, vì ở cõi đó họ không coi trọng danh xưng. Nghe hiểu không? Hơn nữa, Lão Tử không phải vĩnh viễn chỉ có danh xưng là Lão Tử. Thí dụ, kiếp trước Lão Tử có đến cõi Ta Bà với một danh xưng khác. Thời đó các chúng sanh có duyên với Ngài, biết Ngài với danh xưng khác, chứ không phải danh xưng là Lão Tử, hiểu không? Vì họ nhận biết ra Ngài với dáng vóc khác. Rất có thể thời đó Ngài là một nữ chúng, nữ hoàng. Cũng trong kiếp đó, những người có duyên tu hành lên được cảnh giới trên và được diện kiến với Lão Tử ở đó, thì Ngài sẽ biến thành hình dáng một vị nữ hoàng vào thời đó đến đón tiếp họ. Thí dụ sư phụ chúng ta dẫn mình lên và gặp được vị đó, Ngài sẽ giới thiệu đây là vị nữ hoàng gì đó. Khi xưa Ngài tu hành rất tốt và độ rất nhiều chúng sanh. Vì có nhân duyên kiếp trước với Ngài, nên sau khi nghe lời giới thiệu, vị chúng sanh đó nhận biết ngay tập tức. Trên thực tế, Lão Tử và vị nữ hoàng đó chỉ là một. Nhưng một lúc sau đó, người khác lên lại giới thiệu là Lão Tử, cũng là người đó, nhưng chỉ có danh xưng khác mà thôi. Thí dụ hai chúng sanh này tu chưa cao lắm, ngừng ở cảnh giới đó, chưa siêu vượt qua nơi Lão Tử hiện thời đang làm việc, thì hai vị này sẽ biện bác với nhau. Cho nên phải tu cho đến nơi cứu cánh mới hiểu được lịch sử thời quá khứ và kiếp sau này của vị đó đã làm những gì, mới nhận biết được vị đó trong thời nào và kiếp nào, nhưng cũng chỉ là một người. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi mới nói lúc trước Ngài là vị nào đó, hiểu không? Ngài mới có thể nói Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị cổ Phật. Ngài mới có thể nói Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là Bồ Tát. Tuy là Bồ Tát, nhưng Ngài vốn là cổ Phật. Trong thời đó Ngài tu pháp gì, chứng được quả vị gì và độ được bao nhiêu chúng sanh, thấy không? Có hiểu ý tôi không? Rất khó giải thích những chuyện này vì hệ thống trên đó hoàn toàn khác hẳn với hệ thống dưới này. Cách thức sinh hoạt cũng không giống nhau. Nếu so sánh một hồi sẽ loạn lên. Nếu dùng đầu óc phàm phu tưởng tượng, thì sau đó mọi thứ trên đó sẽ biến thành phàm phu hết. Phật Bồ Tát sẽ thành giống như chúng ta rồi. Cho nên mới nói tin Phật mà không hiểu Phật là phỉ báng Phật. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự vĩ đại của các ngài. Không thể dùng tâm phàm phu của chúng ta để đo lường đẳng cấp của các ngài. Vì thế chúng ta mới dám phỉ báng Chúa Giêsu Kitô, mới dám phỉ báng Phật Thích Ca Mâu Ni, mới dám phỉ báng Lão Tử, Khổng Tử là ngoại đạo, vân vân. Do đó đời đời kiếp kiếp chúng ta bị luân hồi, dù Phật Tổ có đến đi nữa, chúng ta cũng không nhận ra Ngài. Khi Ngài đi rồi, chúng ta cũng không nhận ra được, mà còn phỉ báng Ngài thêm nữa. Không một ai trên cõi đời này bị phỉ báng nhục mạ lâu dài như vị Minh Sư. Không có danh dự của người nào bị phá hoại dữ dội như danh dự của vị Minh Sư. Thí dụ chúng ta đọc lịch sử, thấy có những hành động tàn ác như vua Tần Thủy Hoàng đã làm chẳng hạn. Lướt qua dòng lịch sử, chúng ta thấy họ nói đại khái là ông vua đó độc ác và sau đó mọi người lãng quên đi, không còn nhắc mãi đến chuyện đó, không phải luôn luôn nêu tên người đó ra gièm pha sỉ nhục. Trong khi ấy, một vị Minh Sư đã qua đời, cuộc đời của Ngài vẫn chưa được an phận. Cho đến ngày nay vẫn có người phỉ báng chửi bới Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giêsu Kitô, Lão Tử, Khổng Tử, vân vân. Nguyên cả một đoàn thể này phỉ báng vị giáo chủ đó, rồi cả một đoàn thể kia cũng không chừa. Ôi, nghiệp chướng của thế giới chúng ta rất sâu nặng, cho nên ít có Phật Bồ Tát nào gan lì đến đây để tiếp xúc dạy dỗ chúng ta. Các ngài sợ hết hồn, chưa xuống mà các ngài đã run sợ rồi. Cho nên chúng ta đừng có kinh ngạc vì sao chúng ta cầu xin Phật Bồ Tát mà không thấy linh cảm. Vì sao cầu vái Khổng Tử, Lão Tử mà hình như các ngài không nghe thấy. Vì các ngài sợ chúng ta, hiểu không? Các ngài muốn xuống đây để có thể giúp đỡ, truyền đạt với chúng ta, nhưng các ngài rất sợ chúng sanh. Khi xưa các ngài chứng kiến cảnh con người giết hại Chúa Giêsu Kitô, hãm hại Phật Thích Ca Mâu Ni, chùi xóa đi bước chân của Khổng Tử. Có sáu nước đuổi Khổng Tử, nên sợ sệt vô cùng. Các ngài lắc đầu ngao ngán thấy rằng nếu xuống cũng vô dụng. Sau này sớm muộn cũng sẽ cùng chung số phận như vậy.
Cho nên tôi nghĩ rằng trường Đại học Phật giáo, Đại học Thiên Chúa giáo rất tốt. Nếu họ hợp lại thành một trường thì tốt nhất. Và mỗi trường đại học đều có thư viện của các tôn giáo. Như vậy mọi người có thể hòa hợp cùng nhau nghiên cứu các triết lý của các vị thầy thời xa xưa, tìm hiểu các tôn giáo bạn, và như thế sẽ không còn chiến tranh nội loạn. Như tình trạng ở Ái Nhĩ Lan, vì hai phái Thiên Chúa giáo và Công giáo đánh nhau. Vì thế, cho đến nay trong nước vẫn còn nội chiến. Đáng lý ra tôn giáo phải mang sự hòa bình đến cho thế giới, kết cục lại tạo ra sự xung đột nội chiến cho nước nhà. Tôi đã nói từ lâu, người có tín ngưỡng nếu tu hành không tốt, không khai ngộ sẽ làm cho nước nhà bị nội loạn. Chúng ta chưa giúp được chúng sanh mà đã làm thương hại đến họ rồi. Cho nên điều quan trọng nhất là khai ngộ, là đắc đạo. Nếu trong tôn giáo của chúng ta không có bậc thầy cao đẳng, thì nên đến chỗ khác tìm hỏi. Nếu không tìm được giải đáp cứu cánh, thì nên can đảm tháo gỡ sợi dây xích trói buộc chúng ta để chúng ta có thể đến các tôn giáo khác học hỏi, hiểu không? Chúng ta tu hành không nên làm nô lệ, làm nạn nhân cho bất cứ một tôn giáo nào, không để họ kiềm chế chúng ta mãi mãi ở đó. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung Formosa vào ngày 16 tháng 11 năm 1988 với chủ đề Vì sao các tôn giáo phỉ báng lẫn nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.